Chào các bạn đã quay trở lại với FA Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang từ đây. Trong video trước thì mình đã giới thiệu cho bạn chiếc tai nghe QCIT 1C và phải nói với chiếc tai nghe QCIT 1C thì đây là một chiếc tai nghe cực kỳ ngon trong cái phân khúc giá loanh quanh là dưới 200k. Và hiện tại chiếc tai nghe QCIT 1C đang là top sale về chiếc tai nghe True Wireless ở trên trang thương mại điện tử Tiki các bạn ạ. Và tiếp theo cái video đấy thì mình sẽ mang đến cho tất cả mọi người hai chiếc tai nghe cũng là rất là tốt đến từ nhà QCIT. Nó sẽ có tên là QCIT 7 đang có trên bàn mình ở đây, cũng như là QCIT 9 cũng đang có ở trên bàn mình ở đây luôn, để cho bạn có thể thêm nhiều sự lựa chọn về những mẫu tai nghe True Wireless trong cái phân khúc giá rẻ. Và cụ thể thì với chiếc tai nghe QCIT 7 hiện tại nó đang có mức giá là 399k cho ngày thường, và khi các bạn mua vào ngày cuối tuần thứ bảy hoặc chủ nhật thì các bạn có thể mua được nó với mức giá chỉ là 349k mà thôi. Còn với chiếc tai nghe QCIT 9 thì nó sẽ có mức giá là 349k cho ngày thường, và khi các bạn mua vào ngày chủ nhật và ngày cuối tuần thì mức giá của nó sẽ là 309k các bạn ạ. Và với mức giá này thì nó hủy diệt hàng sách tay luôn. Tại vì mình tham khảo tại một số cửa hàng thì với chiếc tai nghe QCIT 7 hàng sách tay đang bán mức giá là 400k, còn chiếc tai nghe QCIT 9 đang bán ở mức là 450k thì phải. Thì mình thấy với mức giá của hàng chính hãng được nhập khẩu trực tiếp bởi Smartlink, bảo hành 12 tháng 1/1 thì đây gần như là cái mức giá nó hủy diệt rồi. Cụ thể về hai chiếc tai nghe này thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video và đánh giá về hai chiếc tai nghe trong phân khúc giá 300k này nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đến với chiếc tai nghe QCIT 7 trước. Cái hộp của nó khá đơn giản thôi, bên trong phụ kiện thì các bạn cũng không có quá nhiều thứ đâu. Các bạn sẽ có cho mình một sợi cáp sạc Type-C và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Thế là hết, bỏ qua sang một bên nhá. Mình sẽ đến với lại cái những gì mà chiếc tai nghe QCIT 7 này nó mang lại. Đầu tiên là về phần hoàn thiện thì với chiếc tai nghe QCIT 7 thì nó sẽ có một thiết kế nó khá là nhỏ nhắn các bạn ạ. Và cái form thiết kế này thì mình thấy rằng nó rất giống so với AirPods. Nhưng mà các bạn thấy không, con tai nghe này thì nó sẽ vuông vức và nó có một cái điểm cộng là để trên mặt bàn thì nó không lăn lông lốc và không có kiểu nó không có dễ bị trầy xước như là tai nghe AirPods. Thế nên đây là một cái điểm cộng mà mình rất là thích. Ở phía trước các bạn sẽ có đèn led thông báo tình trạng sử dụng này. Các bạn sẽ có ở đây chính là cái vị trí nút chính của nó. Ở phần mặt sau các bạn sẽ không có gì cả, và một cái điểm cộng của chiếc tai nghe này trong phân khúc giá 300k. Các bạn sẽ có cho mình cổng sạc Type-C, thì mình thấy đây là một cái điểm nó thực sự là rất đáng tiền. Tại vì là với những chiếc tai nghe True Wireless bây giờ 700k, 800k, thậm chí hai củ mấy mà nó vẫn dùng cho mình cái tiêu chuẩn micro thì rất đáng để chê. Rồi, và khi các bạn mở cái phần nắp này ra thì cái phần nắp này nó được đóng lại bằng nam châm, hít rất là chặt các bạn. Thế nên khi mình có lắc thật mạnh như thế này nó cũng không thể nào rơi ra khỏi được. Và với cái phần hốc tai nghe ở bên trong thì mình thấy là với chiếc tai nghe này thì thiết kế nó khá là đơn giản, và thực sự là nó rất là giống so với AirPods. Cái kiểu mà chúng ta sẽ rút vào này, rồi cái kiểu mà chúng ta sẽ đeo tai nghe thì nó gần như tương tự. Bây giờ thì mình sẽ nói đến về cái là cảm giác đeo cũng như là trải nghiệm về thiết kế của phần housing. Housing của cái sản phẩm tai nghe này thì nó thiết kế khá là đơn giản các bạn ạ, và cái form thiết kế của nó thì rất là giống so với tai nghe AirPods. Các bạn sẽ có cho mình cái phần loa chính này, và các bạn sẽ có cho mình một cái phần thân rất là dài ở đây. Tuy nhiên thì các bạn thấy không, nó vẫn có những cái điểm riêng, ví dụ như là cái phần cảm ứng này, rồi ví dụ như là cái phần màng loa của nó thì cũng sẽ đôi chút khác biệt. Và với chiếc tai nghe này thì mình thấy rằng là đây là một chiếc tai nghe earbud, thế nên là khi mà chúng ta đeo vào tai ấy, nó vô cùng là thoải mái các bạn ạ. Đấy, nó không gây cảm giác khó chịu, không gây cảm giác kiểu bị đau tai, bị buốt tai trong quá trình sử dụng. Thế nên nếu bạn nào đang cần cho mình một chiếc tai nghe có cảm giác đeo phải thực sự tốt và cảm giác đeo của nó phải giống so với tai nghe AirPods thì thực sự đây là một chiếc tai nghe nó rất đáng đồng tiền bạc gạo. Tại vì khi mình đeo lên này, ui, nó kiểu nó rất là thoải mái các bạn. Và cho dù mình đeo, mình sử dụng, mình đàm thoại trong khoảng thời gian rất là dài, 2, 3, thậm chí là 4 tiếng thì với chiếc tai nghe này thì mình thấy nó không hề gây cho mình bị đau tai, bị kích tai đó. Rồi, và ở cái phần thân của sản phẩm này thì đó chính là vị trí của pin, cũng như là ngay bên dưới thì bạn sẽ có ở đây là vị trí của mic thoại. Cái mic thoại này nó nằm ở ngay bên dưới, thế nên là khi mà chúng ta đàm thoại ấy thì cái phần mic này nó sẽ định hướng vào gần miệng chúng ta, và mình đánh giá rất là cao ở cái điểm này, vì khi như vậy thì nó sẽ cho chúng ta một khả năng đàm thoại nó sẽ tốt hơn. Ok, đến với lại những thứ khác thì với chiếc tai nghe này thì nó sẽ được trang bị cho mình cái công nghệ Bluetooth là 5.0, và nó sẽ hỗ trợ kết nối với điện thoại Android, iOS và tất cả những thiết bị hỗ trợ cho mình cái công nghệ kết nối là Bluetooth. Thế nên các bạn cứ mua về và dùng thoải mái nhé. Các bạn có thể kết nối với điện thoại, laptop chẳng hạn, đó, vân vân và mây mây. Và chiếc tai nghe này cũng như là chiếc tai nghe QCIT 9 ấy thì nó còn có thêm một cái tính năng mà mình cũng khá là thích, đó chính là khả năng hỗ trợ kết nối với app. Và sau khi kết nối với app xong thì trên điện thoại Android, khi mà các bạn mở nắp thì nó sẽ ngay lập tức hiện cửa sổ pop up và
nó sẽ có một cái kiểu như là giống so với tai nghe AirPods vậy. Và cái cửa sổ pop up này thì nó sẽ thông báo được tình trạng pin bên trong tay trái, tay phải cũng như là tình trạng pin của đốc sạc. Thì mình thấy đây là một cái điều mà những chiếc tai nghe True Wireless giá rẻ nó không thể nào có được đó. Và hơn nữa thì với cái phần app này chúng ta có thể điều chỉnh được một số thứ bên trong, ví dụ như là đốc bồ tát thì các bạn sẽ là chọn gì, phát nhạc, play bài, còn quay trở lại bài trước hoặc là quay trở lại bài sau, hoặc là chúng ta có thể tùy chỉnh cho nó phù hợp với thói quen sử dụng của mình. Thế nên nếu như các bạn đã dùng chiếc tai nghe này thì chúng ta nên kết nối để có thể là sử dụng nhiều hơn nhá. Và với phần app thì mình cũng sẽ nói chung luôn cho cả tai nghe QCIT 7 và tai nghe QCIT 9. Nó sẽ điều chỉnh được cái phần EQ này, nó sẽ điều chỉnh được cái kiểu nghe chúng ta. Ví dụ như các bạn chuyên bass thì nó sẽ có những cái chế độ như là bass rock này, hoặc là chúng ta muốn nghe êm dịu thì có thể là chọn short hoặc là classic chẳng hạn. Đó, nói chung thì với app của sản phẩm này thì mình thấy nó cực kỳ là thông minh. Rồi, đến với lại cái phần mà các bạn sẽ quan tâm về chiếc tai nghe này nhất, đó chính là về phần chất âm. Thì thực sự đây là một chiếc tai nghe dạng mở, chiếc tai nghe dạng earbud. Thế nên là về cái phần chất âm thì cá nhân mình thì mình đánh giá nó không thực sự là quá tốt trong tầm giá. Tại vì mình đã nghe được những chiếc tai nghe khác trong tầm giá này có thể là nó sẽ có chất âm tốt hơn. Chiếc tai nghe này thì nó sẽ thiên về giải treble và giải mid, còn giải bass ấy thì mình thấy nó hơi yếu và gần như không có các bạn ạ. Cái chiếc tai nghe này thì mình thấy là nó sẽ phục vụ cho nhu cầu của một người dùng phổ thông là cần cho mình một chiếc tai nghe đàm thoại tốt này, cần cho mình một chiếc tai nghe có thể gọi điện video call này, có thể là sử dụng nó để xem phim nghe nhạc đơn giản chẳng hạn. Còn nếu bạn nào mà cần một cái chất âm thực sự tốt thì mình nghĩ rằng với những chiếc tai nghe earbud với mức giá rẻ này thì nó thực sự là chưa ngon. Về thời lượng pin thì với chiếc tai nghe này nó sẽ có cho mình thời gian sử dụng liên tục là tầm là 3.5 giờ, và thời gian đàm thoại của nó sẽ ở cái mức là 3 giờ nhá. Nói chung thì mình thấy cũng đủ dùng với nhu cầu của một người dùng phổ thông của chúng ta. Khi hết pin thì các bạn có thể đút lại với cái phần đốc sạc này, thì cái phần đốc sạc này chúng ta có thể sạc được đâu đó là từ 4 cho đến 5 lần chiếc tai nghe bên trong. Như vậy thì kéo dài thời gian sử dụng pin của nó lên đến là 15 giờ thì mình thấy cũng ổn. Ok, như vậy thì mình vừa review xong tai nghe QCIT 7 rồi. Còn với chiếc tai nghe QCIT 9 này thì mình thấy rằng nó sẽ dành cho những bạn mà yêu thích một cái chất âm tốt, yêu thích một cảm giác đeo chắc chắn, cũng như là yêu thích một chiếc tai nghe có được một cái thời lượng pin trâu. Với chiếc tai nghe QCIT 9 thì cái hộp của nó thiết kế khá đơn giản. Bên trong thì các bạn sẽ có một vài tiếp tai này, cũng như là các bạn sẽ có một vài cái cánh thay thế, và các bạn sẽ còn có ở đây là một sợi cáp sạc. Và có một cái điều mà đáng buồn trên cái sản phẩm này là nó sẽ dùng cho mình cái tiêu chuẩn cáp sạc là micro USB, thôi hơi bị thụt hậu một chút so với thế hệ đàn em, đó chính là chiếc tai nghe QCIT 7 mình đang có ở đây. Với chiếc tai nghe này thì cái phần kén của nó là thiết kế thì rất là giống như chiếc tai nghe phổ thông, và nó không có quá nhiều sự khác biệt. Nó sẽ có cho mình tông màu tủ đạo là tông màu đen mờ. Các bạn sẽ có logo QCI, các bạn sẽ có cho mình đèn led thông báo tình trạng pin ở bên trước, và các bạn sẽ có cho mình cổng sạc micro ở mặt sau. Nói chung thì với chiếc tai nghe này, cái phần vỏ cây của nó thì hoàn thiện tương đối là ổn áp các bạn ạ. Nó không quá chắc chắn nhưng mà mình thấy rằng hoàn thiện của nó thì phải nói là cực kỳ ngon trong cái tầm giá, vì mình không thấy bất kỳ một cái mép ba viên nào, cũng như là những cái chi tiết của cái phần vỏ cây này thì mình thấy nó hoàn thiện rất là khít và nó khá là ổn. Nói luôn về cái phần tai nghe bên trong đi, thì thực sự đây là một chiếc tai nghe dạng in-ear. Thế nên là nếu bạn nào đang cần cho mình một cảm giác đeo phải nói là chắc chắn nhất, một cảm giác đeo nó phải là an toàn nhất, thì mình thấy với chiếc tai nghe QCIT 9 nó sẽ rất là phù hợp. Tại vì không chỉ có in-ear đâu, nó còn có cho mình cái phần cánh ở đây để khi mà chúng ta đeo vào tai, nó sẽ gài chắc chắn lên cái phần tai của ta. Và mình tin chắc luôn là nếu các bạn chạy với tốc độ loanh quanh ở cái mức là 70, 80, thậm chí là 120 km/h thì chiếc tai nghe này nó cũng không dễ dàng rơi ra khỏi tai của chúng ta, trừ phi tai của các bạn chưa vừa với lại cái tai nghe này, hoặc là các bạn đeo một cái nút tai nó quá lỏng. Và có một cái điều mà mình cần chia sẻ nữa là với cái phần thiết kế housing này thì mình có một cái điểm chưa thích lắm, đó chính là về cái phần điều khiển ấy. Thì với chiếc tai nghe này nó sẽ dùng cho mình cái điều khiển phím cứng vật lý thay vì là cảm ứng như là sản phẩm tai nghe QCIT 7. Thế nên là khi mà chúng ta đeo vào và chúng ta ấn lên cái phần núm này thì mình cảm giác là nó hơi bị kiểu dùng một cái lực hơi bị mạnh và mình không thích lắm cái cách điều khiển này. Tuy nhiên cách điều khiển này thì nó cũng sẽ có những điểm lợi và sẽ có những điểm hại. Điểm lợi là gì? Là cái tỷ lệ bấm chính xác của chúng ta là 100% và sẽ không gặp cái tình trạng là bị nhảy bài hoặc là bị cảm ứng loạn, do là cái phím cứng này chúng ta phải tác động lực vào thì nó mới nhảy bài. Còn với là cái phím cảm ứng thì đôi lúc mà có kiểu chảy mồ hôi xuống ấy, hoặc là tay chúng ta bị ướt thì nó sẽ không được nhạy cho lắm. Thì đánh đổi cái này thì chúng ta sẽ được cái khác nha các bạn. Ok, và với những thứ khác thì với chiếc tai nghe này
thì mình thấy rằng là cái công nghệ kết nối và những gì mà nó làm được thì nó tương tự so với chiếc tai nghe QCI T7. Nó là Bluetooth 5.0, nó hỗ trợ kết nối app và nó hỗ trợ làm tất cả mọi thứ như là chiếc tai nghe QCI T7 hết. Thế nên thì mình sẽ bỏ qua cái phần kết nối nhá. Ok, và bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần là chất âm của chiếc tai nghe này. Thực sự thì cá nhân mình khá là hài lòng về chất âm của chiếc tai nghe này và mình cảm thấy ấn tượng về mức giá của nó cũng như là những cái gì mà chất âm của chiếc tai nghe này nó mang lại. Với những chiếc tai nghe trước đây mà mình trải nghiệm trong các phân khúc giá rẻ loanh quanh tầm là 500k đổ lại ấy, thì mình thấy chiếc tai nghe đấy nó hơi thiên quá nhiều về bass hoặc là thiên quá nhiều về treble. Còn với chiếc tai nghe này thì nó gần như đã cân bằng được cái giải treble và giải mid cũng như là cân bằng được cái giải bass. Thế nên là nó sẽ cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh khá là tốt và phục vụ cái nhu cầu nghe nhạc của người dùng phổ thông của chúng ta rất là tốt. Ví dụ như là chúng ta nghe những bài nhạc bolero chẳng hạn, rồi chúng ta nghe những bài nhạc EDM, những bài nhạc sôi động, thì chiếc tai nghe này nó hoàn toàn có thể giúp chúng ta có thể trải nghiệm một cách tốt nhất. Và mình có trải nghiệm một số bài hát như kiểu là Khi Tôi Là Tôi của Như Quỳnh này, thì mình thấy rằng là cái nhạc cụ các thứ nó tách bạch một cách khá là ổn. Tuy đương nhiên là nó không thể nào mà tách bạch hẳn được khi mà chúng ta so sánh với những tai nghe True Wireless cao cấp rồi. Tuy nhiên với mức giá như vậy và khả năng gọi là tách bạch các giải âm ấy, thì mình thấy nó làm khá là ngon. Và đặc biệt là cái phần giải bay của nó, khi mình nghe một số bài nhạc sôi động, nó cho chúng ta một cái độ phấn khích nhất định chứ không hề làm giải bay để chơi như là những chiếc tai nghe True Wireless khác. Nói chung thì nó sẽ phù hợp với kiểu cái nhu cầu nghe nhạc ở cái mức là tầm trung và ở cái mức khá. Nếu bạn nào đang cần cho mình một chiếc tai nghe giải trí xem phim nghe nhạc một cách gọi là cực kỳ ngon trong tầm giá 300 thì với chiếc tai nghe QCI T9 này là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Còn đến với một cái điểm mà thật sự mình chưa thích lắm trên chiếc tai nghe này, đó chính là về khả năng đàm thoại. Chiếc tai nghe này thì nó không có cái phần thân dài như là tai nghe QCI T7. Khi mà chúng ta đeo vào thì cái mic của nó khá là xa cái miệng của chúng ta. Thế nên là khi mà chúng ta đàm thoại nó thực sự là chưa được ổn cho lắm ở những môi trường đông người. Còn nếu như bạn đàm thoại trong nhà thì mình thấy chiếc tai nghe này nó vẫn khá là ok. Với chiếc tai nghe này thì nó sẽ có một cái thời lượng pin có thể gọi là ấn tượng hơn so với sản phẩm tai nghe QCI T7, khi mà chúng ta sẽ sử dụng liên tục được đâu đó là từ 4 đến 5 giờ và đàm thoại ở cái mức loanh quanh tầm là 4 giờ. Và như vậy chúng ta sẽ có một thời gian nghe nhạc sẽ là nhiều hơn. Và khi chúng ta sử dụng với cái phần vỏ cây này thì nó có thể sạc lại được đâu đó là 4-5 lần cho cái phần tai nghe bên trong. Và như vậy thì chúng ta sẽ có tổng thời gian sử dụng pin lên đến là hơn 20 giờ các bạn ạ. Thì nếu như bạn nào đang cần cho mình một cái thời lượng pin nó ổn áp một tí xíu thì chiếc tai nghe này là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý. Đó, và chúng ta sẽ mất đâu đó loanh quanh 2 giờ để sạc đầy chiếc tai nghe QCI T9 mình đã có ở đây. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã mang đến cho tất cả mọi người top 2 chiếc tai nghe phải nói là cực kỳ ngon đến từ nhà QCI trong tầm giá 300k. Một chiếc tai nghe có thiết kế đẹp, một cảm giác đeo cực kỳ tốt, khả năng đàm thoại của nó thì mình đánh giá nó khá là ngon và nó sẽ phục vụ được cho những nhu cầu ở cái mức trung bình về mặt chất âm. Nhưng mà những cái nhu cầu khác thì với chiếc tai nghe này thì mình thấy nó đã quá thừa rồi. Còn một chiếc tai nghe thì cảm giác đeo của nó sẽ chắc chắn, cảm giác đeo của nó phù hợp cho những bạn mà thường xuyên di chuyển với tốc độ cao và muốn nghe nhạc thì chiếc tai nghe này nó không thể nào mà rớt ra khỏi tai của chúng ta được, hoặc là tập luyện thể dục thể thao thì ok. Đó, một cái chất âm phải nói là cực kỳ ngon, thời gian sử dụng pin của nó cũng rất tốt. Và có một cái điểm trừ là không phải ai cũng có thể đeo được chiếc tai nghe này một cách vừa vặn nhất, tại vì kích thước của nó thì sẽ khá là lớn. Ok, vậy thì trong hai chiếc tai nghe này các bạn sẽ lựa chọn chiếc tai nghe nào? Đừng quên để lại cho mình một ý kiến ở dưới phần bình luận của video nhá. Và đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả video luôn để bạn có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.